Mạnh tráng luôn. À, trời hoành tráng. Đi theo bác. Vâng.
cái này là không phải kiểu đó. Thứ nữa là nào cái này nó cũng phải kiểu ra. Ký hình rồi đấy. Đẹp quá. Wow. Điện hình đẹp lắm. con đứng đây con ơi. Đây đứng gọn vào. Đứng gọn ông hướng các cụ. Đâu rồi? Anh Thư đâu rồi? Đây. Đứng nhẹ ấy, ngồi các chị này. Các chị xinh không? Đấy, các chị xinh không? Dễ thương không? Đây, sao các con giống các chị nhỉ? Wow, ơi, cụ giỏi chưa? Mâm trên đầu luôn. Wow. Đấy, các cụ giỏi chưa? Đấy, các cụ bà cũng rất là xinh. Các bà thì hình đẹp lắm. Đấy, hai người xinh lắm. Rồi đứng còn rồi. Đẹp quá. Wow. Đi. Con anh đi. Đi. Xoay đi thẳng. Vân Anh đâu rồi? Đây rồi, anh Thư. Anh Thư ra tắt chị Xoài cho bác. Chị Xoài đâu? Ơi, không được mà bạn. Wow. Mạnh chán rồi đúng không? Đó rồi, ta dắt xóa nhanh, dắt xóa chứ kia kìa. Không, ông đẹp lắm. Tộc Mai,
hoành tráng luôn. Phải đâu? Đi xe máy vào đây thế này có chết không như thế? Đi gọn vào, dắt 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 bộ nhanh. Hết rồi. Đây, đi, các con đi vòng đây. Đi vòng lại hướng kia đi. Trời ơi. Các cụ đang làm lễ mà chết rồi. Wow, tộc Bùi. Chán luôn. Đây, các bạn đi ra đây. Tới đi nữa đi. Đây, xem ông chỉ đạo nhé. Đây. Ông nói to đi họ mới nghe thấy không ạ? Thằng nào lại để cái xe máy kia kêu là dắt đi. Không sai được. Kêu mấy thằng thanh niên đâu rồi, dắt đi. Dắt hộ cái xe này ra đây các. Cái xe của ai dắt ra? Thank you.
Dài với bạn Vân Anh đâu rồi? Đấy. Chúng ta hướng về tổng ủy ban. Dài Vân Anh. Chúng ta kết về tổng ủy ban. Đứng gọn cho các ông nghỉ rồi.